cần gì dạy cầu nữa. Bây giờ thì mình đang sợ bị tiền hóa. Thế nhưng mà đây là bạn gì ạ? Dạ đây là tê giác nha, không phải hà mã đâu. À, thì mình quan sát cái đầu của bạn ấy, các bạn có sừng không ạ? Có sừng thì sẽ là tê giác, còn không có sừng là hà mã nha. Dạ hiện tại thì các bạn tê giác ở đây bạn ấy được 10 tuổi rồi và bạn nặng 2 tấn. Dạ và mỗi ngày thì một bạn sao 100kg thức ăn nha. Và bạn ấy ăn chay thôi. Dạ ăn cỏ, ăn rau, củ quả thôi. Không, đây tê trái đây nhưng mình có thể gặp lại bạn Linh Dương sừng xoắn ở phía trong. Dạ được có sừng, còn đây là bạn cái, các bạn mình đứng xa chúng ta là bạn cái nha. Bạn cái thì các bạn có sừng nha. Cậu nói sao một cái bạn được là có sừng bằng cái là không có, người sao cô hỏi bạn nhà không? Ôi, cái gì? Ôi, con gì đấy chứ? Con gì đấy chứ? Không, không, không. Con nói nghe lòng ai không biết. Con hạt à? Tiếp theo bên đây trái đây là bạn Hồng Hạt. Các bạn mà có đôi chân màu hồng đây. À, trên thế giới thì có 6 loài hồng hà và màu của các loài thì khác nhau. Từ màu hồng nhạt cho đến màu đỏ cam. Ở đây là loài hồng hà của Rainbow Flamingo và màu của bạn ấy là màu hồng nhạt thôi. Ngoài ra cái màu sắc của bạn hồng hà thì còn phụ thuộc vào sắc tố beta carotene. Nó chỉ ở trong một phần thức ăn của bạn. Nếu bạn ăn thức ăn mà ít cái chất này quá thì các bạn hồng hà sẽ có nguy cơ bị mất màu. Chúng ta lại đi mua hơn rồi. Nên mình sẽ ghé qua nhà của bạn voi và chụp hình với bạn voi nha. Đây là có cá tre, cá lóc, cá trầu, có bột phi, có nhiều hồng giống có cá sấu nha. Thấy chẳng biết không ha. Có gì vậy? Không ha. Có gì vậy? Không ha. Thôi nhưng mình có thể quan sát bạn cười trong của bên đây trái nè. Các bạn luôn có mỗi lần ấy có một quả tim rất là to đấy ạ. Có thể nặng tới 5kg. Thì có thể giúp bạn ấy bơm máu lên não một cách dễ dàng. Thì cái cổ của bạn Hương khá là to và dài. Nhưng mặc dù có chiếc cổ to và dài như vậy, nhưng bạn Hương cũng chỉ có 7 đốt sống cổ giống con người chúng ta mà thôi. Bây giờ nhà mình quan sát bên tay phải cho mình thấy các bạn nhỏ nhỏ này ạ. Đây là bạn Việt Trời Ta Đôn Na. Hay còn gọi là Việt Ba Quang với ba con màu đa chiều. Rồi. Đây là bạn Lạc Bà Một Tứ nha. Bạn này là Lạc Bà Một Bú, thì bạn ấy chỉ có một cái bú ở trên lưng thôi. À đúng rồi. Bạn Lạc Bà thì bạn ấy có một khả năng đặc biệt, đó là bạn có thể uống tới 100 tiếng nước chỉ trong vòng 10 phút. Và bạn ấy có thể chỉ kháng với 2 tuần. Trước khi vào cơ thể bạn thì sẽ được dự trữ ở trong các mô bạch máu về đường ruột. Một chiếc bú thì bạn ấy dự trữ các mô các mắt khỏi mỡ nha, trong bướu là dự trữ mỡ nha, không phải dự trữ nước nữa đâu. Ờ đúng rồi, chắc béo đây. Và phía trước của hành trình đây đó là ngôi nhà của hai cô voi. Ở đây thì mình sẽ có thể dành lại 5 phút để lên bờ tương tác chụp hình với hai cô voi. Ngoài ra để mình muốn cho cô voi ăn á, thì mình muốn